Thời gian gần đây, thị trường xăng dầu thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng tới nguồn cung và giá xăng dầu tại thị trường trong nước. Để bảo đảm duy trì việc cung ứng bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu trong nước thời gian tới, Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm những chỉ đạo đã ban hành về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước. Văn bản này yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu và chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu, trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định, chủ động có phương án bảo đảm và công khai nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trên địa bàn trong thời gian tới. Giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn. Đặc biệt, trước tình hình khó khăn về nguồn cung và giá xăng dầu biến động mạnh như hiện nay, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nếu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng, sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định.